Hello guys, chúng ta đang đứng ở market đâu? Rất gần market đó, mana? Ta đang ô tô dưới sang bên nào? Này làm cái thằng đấy, lừa bự, mà bây giờ market đó, mình cũng đâu cần market đó. Rất gần ở nè, ô tô dưới sang bên chừng, sao này? Này đi, sao xí đông này? Mana chừng sao này thằng nào nè? Ô tô à, phải xí gỗ rồi, ô tô lấy đi làm hàng này cái nào? So bị đi vào này lần đấy, lấy cái phật. Đây chính là thủ khoa vậy, này đang đến lớp vừa rồi, ra mới đang sinh nhật à, này đang mới thắt. Các bạn đã thấy rằng một vị bài market đó là nó sẽ mình cũng bật cố mà bài gì là nó dễ hay là mình thay đến lực của bật các bạn đừng đấy mình cũng là nó phi bài là nên chứ mình cũng là nó có để khai xe rồi nè mà anh chỉ vui ra khai anh để khai nên tay mình là xe rồi đã dừng alo là bài bị là chỉ là bài mà bây giờ xe đi là nè rồi nên phải phản lu ở đặc gì cái này xe ta dừng mà nếu một thằng bay đông mà nè để khách làm này hai xe này xe này này cũng là này cái gì mà số lúc vào video ra tên thôn xe đi nên mà không lúc